Xin chào tất cả các bạn, tôi là Quỳnh Lập và chúng ta đang gặp nhau trong chương trình hướng dẫn sử dụng những cái đất ơi, gì vậy trời? Đoàn làm phim của ta cũng vô ra vậy. xin thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì sự gián đoạn vừa rồi. Và bây giờ quay lại với chương trình. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại. Trời ơi. Thôi sao tôi nói điên quá trời. Nó quay không cúng hay sao vậy? Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình. Ôi, cái gì hoài vậy ồn ào? Tụi em muốn Dạ, ý là tụi em muốn hỏi là gần đây có rạp chiếu phim nào không anh? Rạp chiếu phim? Dạ. Đây, kế bên đi, 5-10 bước nữa tới rồi đi coi đi phim đi nha, đi. Không, ý em là rạp chiếu phim có các công trình dành cho người khuyết tật nè. Tôi không biết. Dạ, cảm ơn. Không sao, nhưng mà cái này biết. Cái ta. Đây, tôi đang làm MC cho một chương trình hướng dẫn sử dụng một cái app thông minh trên điện thoại mang tên là DMAP, hoặc nó có tên là bản đồ tiếp cận. Không biết cái đó. Là cái gì? Trời đất ơi, dễ quá mà. Nó có nghĩa rằng là trong cái bản đồ đó có những cái địa điểm nó cập nhật những thông tin tiếp cận, hỗ trợ, thuận tiện cho những người khuyết tật có thể dễ dàng đi lại. Hiểu chưa? Đó. Và muốn biết không? Muốn biết luôn không? Rồi, mình nhân cái chương trình này, đây tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn sử dụng chương trình này luôn. Đây, khi mà mở cáp này lên chúng ta sẽ thấy một cái gì? Thấy gì nè? Thấy gì không? Là cái gì anh? Đúng rồi, những cái điểm vàng đó chính là những cái địa điểm như là nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi hoặc thậm chí là rạp chiếu phim như các bạn vừa rồi muốn tìm đó. Nó đang thể hiện trên một cái bản đồ và những địa điểm này nó đã thể hiện những cái địa điểm lân cận của chúng ta. Mà anh ơi, vậy em muốn đi đến một cái địa điểm chính xác thì sao? Dễ lắm, muốn tới một địa điểm chính xác hãy click vào thanh tìm kiếm. Hồi nãy các bạn muốn đi coi phim đúng không? Rồi, được rồi, chúng ta sẽ đánh chữ Kine. Đó, nó sẽ sổ ra một loạt, các bạn thấy gì không? BH Delta Cinelet. Đúng rồi, đúng từng chữ luôn. Mình chọn vào nó. Nó sẽ thể hiện một cái điểm vàng, đó chính là cái địa điểm mà chúng ta cần tới. Muốn biết thêm chi tiết thì click vào nó nữa, nó sẽ sổ ra. Đó, thấy gì chưa? Đây, nó sẽ thể hiện chúng ta rất là nhiều những công trình hỗ trợ cho người khuyết tật. Đây, giống như là toilet dành cho người khuyết tật, đường đi dành cho người khuyết tật, cổng vào dành cho người khuyết tật, và thậm chí có cả thang máy dành cho người khuyết tật nữa. Ủa mà anh ơi, hình như có chỉ đường tới đó nữa kìa anh. Lành quá tùm tướp à. Nhưng mà bạn nói đúng rồi đó. Đây, các bạn có đi xe buýt không? Không. Nếu như không đi xe buýt thì chúng ta có thể chọn xe máy. Khi mà chúng ta chọn rồi, nó sẽ sổ để chúng ta. Đây, nó chỉ một con đường từ đây cho đến cái đạp chiếu phim mà các bạn cần xem đó. Hay quá hả? Đó, thấy không? Dạ. Vậy tụi em cảm ơn anh nha. Nhờ anh chỉ á mà bây giờ tụi em biết được thêm cái app này nào. Mấy mốt bạn em đi đâu á, tụi em sẽ dùng cái app này để dễ dàng hơn. Dạ. Thôi, vậy tụi em đi coi phim nha. Ê, chưa, còn nữa, tao chưa nói hết mà. Tao chưa có nói hết. Đây, cái chương trình này có rất là nhiều chức năng. Dạ. Nhưng mà nó đang trong giai đoạn hoàn thiện. Để giúp cho cái chương trình được hoàn thiện cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Ủa tụi em cũng giúp được nữa hả anh? Được, đây là một tính năng rất quan trọng. Đây ví dụ nha, nếu như mà các bạn đi ngang một cái rạp chiếu phim nào đó, hay là đi ngang một cái nhà hàng nào đó mà các bạn thấy ở chỗ đó có những công trình hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật mà trong chương trình này, trong cái app này nó chưa cập nhật, thì các bạn có thể cập nhật giúp cho chương trình. Sao anh, sao làm sao được? Đây chỉ cho. Chúng ta hãy ra ngoài màn hình chính. Chọn biểu tượng dấu cộng ở góc trái phía dưới màn hình. Đây, trong đây có đây. Tên, địa điểm. Ví dụ nha, nếu như các bạn đi ngang một cái nhà hàng mang tên là Bà Ba đi. Đó, đánh chữ Bà Ba. Bà Ba, rồi. Số điện thoại của địa điểm đó, nhớ số điện thoại ghi vào. Địa chỉ của địa điểm đó, ghi địa điểm vào. Đây, nó thuộc cái thể loại gì? Hồi nãy nói gì? Restaurant. Nhà hàng, đó, thì đó, nhà hàng các bạn chọn restaurant. Đó. Rồi, còn nếu như các bạn đang còn lấn cấn không biết cái tiêu chí như thế nào để phù hợp cho người khuyết tật thì trong đây có hướng dẫn luôn. Các bạn có thể chọn vô cái phần này. Các bạn chọn vào, nó thể hiện ra những cái dành cho người khuyết tật. Giống như là đường đi dành cho người khuyết tật nè. Nó có những tiêu chí độ rộng trên 90cm, tay nắm từ 80 đến 110cm, bậc cấp nhỏ hơn 2cm. Rồi các bạn đã hiểu hết chưa? Dạ hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Dạ. Rồi các bạn đi coi phim đi. Đi tôi nói xong hết rồi. Ủa dạ. Coi phim vui vẻ nha. Rồi coi phim vui vẻ.
Không, anh đang bận dẫn chương trình rồi. Đi, bye bye. Cảm ơn các bạn đã trở thành những vị khách mời không mời, những vị khách mời bất đắc dĩ. Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát vào năm 2012 của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD tại 3 quận trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 78 trên 1.800 những công trình thuận tiện dành cho người khuyết tật. Như các bạn thấy đó, người khuyết tật cũng có những nhu cầu sinh hoạt, cũng muốn được đi đây đi đó như những người khác. Ví dụ như là nhà hàng nè, khách sạn nè, khu vui chơi nè, rạp chiếu phim nè, nhà hát, vân vân và vân vân. Nếu có thêm nhiều người cập nhật thêm nhiều thông tin về những công trình có hỗ trợ cho người khuyết tật thì bạn bè là những người khuyết tật của chúng tôi sẽ đi đến được nhiều nơi hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Vậy bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.